Băng nó mày á, mày bưởi sắp chết rồi, giết nó, phá máu nó anh em. Trời ơi, bắn bot đúng rồi, tuyệt vời, nó chết rồi. Ôi, nó tè le đi đâu rồi, nó tè le đi đâu, nó dịch chuyển, nó xuất hiện kìa. Yeah, chúng ta đã chiến thắng rồi, chúng ta sẽ tới màn kế tiếp. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugon đây và chào mừng các bạn đã trở lại với băng đạn hút bồn cầu. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thử thách là mình sẽ không chết một mạng nào trong cái trò là hình như là Zombie Rust hay là Rust đây là gì đó. Cái trò này là chúng ta phải tiêu diệt hết những con zombie đổ bộ vào cái thành phố này. Thì ok, trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì ok, mọi người đang chiến đấu rất là lớn, rất là dữ dội, nhưng mà mình sẽ giảm lại cái âm thanh mà tiếng súng. Ở đây ở đây có quái vật cát nè, nhìn quái vật cát kìa trời. Ôi trời trời. Còn này đây, zombie phát nổ rồi, ơi bắn con phát nổ trước. Đó. Trời ơi. À! Từ từ. Tôi không hiểu là tại sao tôi hướng trước mặt mà lại tôi bắn được mấy con đằng sau luôn á. Đúng là đỉnh ghê luôn á, không lẽ cái đạn của nó dội tường hả trời. Ok. Mình đang rất là bình yên. Rồi bây giờ chúng ta đã có tiền, mình sẽ mua cây này. Bong bong. Rồi bây giờ mình cần 600 để mình mua cây Uzi. Ok. Bây giờ mình bấm vô inventory và mình đã ok. Mình đã cầm được cây này. Ủa sao lại là cầm cây này? No. Ủa sao nó không cho mình cầm cây revolver ta? No. Ủa, tại sao mình lại cầm cây piston? Ôi đằng sau, ủa có con ma nữa các bạn ơi. Ôi thằng kia nó cầm sắp rinh luôn. Wow. Từ từ quái vật nó nổ. Ok. Bây giờ chúng ta còn là tận vậy là dòng này là dòng cuối nè. Chúng ta cần ba mấy giây nữa là một con chùm mà khổng lồ nó sẽ xuất hiện. Bây giờ là mình rất là cẩn thận để chúng ta là thực hiện cái thử thách là không chết trong không chết mạng nào trong trò này luôn. Ok, bây giờ là né. Ôi có con mà chức dính rồi, nó là con tăng cơ hả? Ồ nhìn nó giống như đang ngậm nấm vú vậy mấy ơi. Ok. Rồi. 10 giây nữa con trùm xuất hiện rồi. À, hai em. Ồ có bạn Khoa kìa. Khoa đẻ kìa. Lộn, khoa gì đó mình không biết. Ok. Rồi. Bây giờ là 4 3 2 1. Hai giây nữa. Mình cũng phải kiếm tiền để mua cái Uzi nữa. Rồi, trùm đâu? Ồ con lava zombie nữa kìa. Ok. Ồ mình có cái revolver nè. Ok, này giống như Anaconda vậy. Hello. Hai bạn. Ồ, con boss kìa. Boss bên kia kìa. Đi. Đi đánh boss mấy đứa ơi. Đi. Hello. Đúng rồi, anh đang quay. Ok, Durian. Ồ, Durian. Sầu riêng hả ta? Ok. À, con boss có 30.000 máu lận. Con này là con du chức dính nè. King Slam. Đâu rồi, nó đâu rồi? Hello. Nó đâu? Tụi bắn ai vậy mấy con quỷ bồ mình mà. Ok, nó trong đây nè. Đó, tụi mình sẽ đi giết con chết rồi, chúng ta còn có 150 giây à. Ôi trời, nó bắn ra mấy cái tia kìa. Ơi nó kìa, tấn công nó anh em. Bắn nó, đúng rồi. Bắn nó anh em ơi. Trời sao nó chạy. Trời. Nó trâu dữ vậy. No. Trời ơi, con nó xả kỹ năng kìa. Ui trời. Bắn nó. Sao nó trâu dữ vậy con quỷ này. À. Từ từ. Ôi giờ né. Ồ có con kia có cánh luôn. Ôi giờ, ồ Khoa đẻ có cánh luôn hả? Khoa đẻ nó nằm thẻ hả trời. Ok. Nó còn 75% máu rồi. Ê. Chết rồi. Mình chỉ bị mất máu thôi, mình không chết, mình quên nhảy. Ok, biết kỹ năng của nó rồi. Ok. Nó còn 20.000 máu thôi, phá được 10.000 máu của nó rồi. Ủa sao mà ok. Rồi nó gần chết rồi, chưa nó chưa chết mà là nó bị mất được 1/3 máu rồi. Mày chạy đi đâu vậy? No. Anh em, giết nó. Ui. Ồ mình có tự hồi máu khỏe. Ơi chết. Bắn nó. Ồ con. Ấy da trời ơi, lại quên nhảy cái vụ này hoài. Ồ cái con vua này nó có đợi cái vương niệm kìa. Ui. Bắn nó. Ồ có bạn, các bạn từ từ đang bắn kết bạn vậy ông nội. Ok, nó được nửa cây máu rồi. Giết nó, chúng ta sẽ được tiền kinh nghiệm. Bắn nó. Trời ơi. Ây da, mấy cái cây bonbon sicula nè. Trời ơi.
Ok. Né 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 vô cây, né vô cây. Ồ nó lại dí thằng nào đây? Ồ nó lại dí thằng Durian. Ok nó chuẩn bị bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi, bắn nó. Ui 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 nó quay lại. À ê ê ê. Ôi thằng này, thằng này. Ồ đang đánh thằng này. Trời thằng đó sao đứng yên hoài vậy trời. Bắn nó anh em, nó chạy kìa, nó bỏ chạy kìa. Nó sắp chết rồi. Ba 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 bằng bằng bằng. Ấy da, lại quên nhảy nữa. Biết vậy đứng xa bắn đi. Nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Giết, tấn công nó, tấn công. Mày. Nó chết rồi, nó chết. Wow, mình được 1000 kinh nghiệm luôn, lên cấp 4 luôn. Trời, bây giờ chúng ta sẽ mua một cái Uzi đi. Mission. Mình sẽ giết một con boss. Trời, nói chung thì có dao nè, có zombie nè. À khi nào mình biến thành zombie mình sẽ ok. Mình sẽ mua Uzi. Ok, cho tôi Uzi đi, cho tôi cái Uzi đi. Ồ, mình phải qua màn này mình mới được cái cầm cái Uzi. Ok, cố gắng qua khỏi màn này. Bây giờ là lo kiếm tiền. Ok. Có nhiệm vụ nè, giết một con Merabot thăng luôn. Trời ơi, giết con này làm sao? Giết 15 con quái vật cát, mình giết được 6 con rồi. Ok, bây giờ đi tìm quái vật cát. Ý, ở con tăng zombie nổ cơ. Ồ, 40 kinh nghiệm. Ồ, zombie chạy lẹ nữa cơ. Quá trời zombie luôn. Ồ, con cái này là gì đây? À, con này là voi nè. Con này là hả, nó cái con mà zombie mà gọi là cái gì ta? Không gian mà nó ảo ảo á. Ok, tụi nó đang đổ bộ lên kìa. Trời ơi, tự nhiên đứng yên bắn gì cha, mình phải chạy chứ. Rồi, một viên. Bùm bùm. Ô mấy này chỉ cần bắn 2 viên thôi. Rồi. Ok. Rồi, voi làm voi. Trời ơi, trâu dữ vậy. Thằng này cầm dao đâm luôn. Ghê dữ. Nu. Ok, tính ra là nãy giờ mình chưa chết mạng nào, mình đang giữ cái kỷ luật đó. Rồi ok, mình được cái kiếm rồi. Từ từ coi có kiếm không. Ô. Oh. Wow, mình được cầm cái kiếm rồi, từ từ. Đây. Trời ơi, cái dao kìa. Trời. Ủa cái này là cái dao bình thường mà. Chưa. Qua màn mình mới được có súng, mình mới được có súng có kiếm. Bắn nè. Ủa sao nó chạy dữ vậy? Ok, chúng ta đang đứng xa, cứ đứng yên bắn đi. Ok, có một người bạn đồng hành chúng mình nè, bạn này sẽ bảo vệ mình. Còn qua để chạy đi đâu rồi? À, con zombie kìa. Zombie tăng rồi, nó bự chưa? Đây. Còn không? Trời bắn vô cây không vậy? Đây, mấy con này đây, mấy con này nhỏ xíu à. Con này slam nè, giết. Ok. Qua dòng, mình đã được cầm Uzi và mình cầm cái gì đây? À, cái này. Ok, này cái kiếm xịn xịn nè. Ok, Uzi nè, các bạn coi mình xả đạn nè. Đâu rồi, zombie đâu hết rồi, đây. À, tiếp theo là mình sẽ mua shotgun 950 đồng. Oh my god. Wow, cái Uzi nó xả kìa. Đã dữ bay. Rồi, bây giờ là mình đi càng luôn. Tuyệt vời. Ê, quá đẻ ơi, để tôi. Cho tôi quái vật cát đi, tôi đang cần quái vật cát. Đúng rồi. Mình được 7 con quái vật cát rồi, mình cần giết tận 15 con mình mới được hoàn thành nhiệm vụ. À quái vật cát kìa. Ba. Quái vật cát. Giết quái vật cát. Đây. Còn nó không? Ồ ở đây đảo quá các bạn ơi. Xả đạn đi. Bầm. Từ từ. Ồ con tăng kìa. Con này là phải dùng dao giết nó. Ồ nó trâu dữ vậy. Nó trâu kinh khủng luôn á. Ok quái vật cát kìa, xong nhiệm vụ. Ôi. Cầm dao có vụ chọi nữa hả? Sao tôi chọi dao không được? Ô, con quỷ kìa, đi mình. Con quỷ kìa. Ý, có cánh luôn. Mày, trời ơi, 90 đồng ngon dữ. 41 đồng. À, nếu mà mình giết chọn thì mình sẽ được nhiều tiền. Còn mà mình giết chung đồng đội thì mình sẽ bị giảm tiền. Ồ, ra là vậy. Ok, bây giờ chúng ta đợi ngàn mấy chúng ta mới được cái súng mới. Bây giờ là cái kiếm lên cấp là chúng ta sẽ có. Chúng ta không cần phải mua kiếm. Nó khỏe là khỏe chỗ đó đó. Rồi. Gọi có súng lửa luôn kìa. Ồ, ra là vậy. Ok. Rồi, chuẩn bị. Ồ, còn 3 con quái vật đi tìm mấy ông nội. Ok. Ây da, ai bắn tôi vậy? À, nó kìa. Bắn nó anh em. Đúng rồi, còn con nào nữa không? Đi. À, khu vực này là một cái gọi là một cái vành đai nè. Đó, mình bị nhốt trong đây hết rồi. Rồi, xong. Ok. Ủa, đâu hết rồi? Anh em đâu hết rồi? Ờ, mấy con zombie đâu hết rồi? Đi tìm, trời ơi, đi theo tôi chi? Băng đẩy ngốc bung cặp. Ủa, khu này mới nữa ta? Ui trời ơi.
Đâu rồi, đâu rồi, còn hai con zombie à, nó trốn đâu rồi? Chia ra đi tìm đi. Chia ra đi tìm đi. Ok ok. Chắc nó, tụi nó ở trong đây nè. Đâu rồi, tụi bay nấp không? Nấp không? Ủa? Sao đi một vòng không thấy con nào vậy trời? Ở bên kia, bạn mình đang bị gì? Ồ, đông vậy. Wow, đã đây. Yeah, quá man. Đấy. Rồi, xuất hiện nè, tụi nó bắt đầu xuất hiện nè. Vô. Ok, ok. Và bây giờ ô, mình muốn giết mấy con demon hơn. Mấy con demon nó nhiều tiền. Ôi, quái vật cát kìa, quái vật cát. Đừng, cho tôi giết đi, cho tôi giết quái vật cát. Ok, ok, ok. Chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa. Ồ. Rồi, 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 rồi. Ôi, zombie từ ở đâu nhảy xuống vậy? Sao tôi nói trên cao mà tôi không được lên trển? No. Ok, à, con này con gì đây? Con này là, à, con quái vật luôn nè. Con này là con quái thú đúng rồi, quái thú. Trời ơi, chết quái thú rồi. Ok, bây giờ mình mua được cái gì không? Có dao kiếm gì không? Dao dũng gì? Ôi, mình có bét nè, bét thì mình sẽ mua. Ồ. Vậy là chúng ta phải đợi, còn cái súng thì 950 lận. Ok, mua. Từ từ. Ok, equip luôn. Qua màn mới chúng ta sẽ có shotgun. Ha ha. Đấy, coi coi shotgun, shotgun nó bắn đã lắm á, nó nhọn lần. Ai mấy con quái mà nào mà đứng gần là chết hết. Ok. Ê, cái con gì đen thù lùi kìa. Con gì đen như là hả, sô-cô-la vậy. Trời ơi. Trời ơi, nó đen kìa. Trời ơi, à, con đi mình, đi mình. Giết nó đi mình, giết đi mình, giết đi mình. Giết đi mình. Mày đi mình hả mày? Đi mình. Ok. Ồ ồ ồ, có con zombie bằng zombie băng luôn. Ok, 10 vài con zombie nữa thôi, nhiêu đây nữa thôi, qua màn là mình được súng mới rồi. Giết 4 con nữa, hai con. Rồi, mình có súng mới nè, đùng đùng. Trời ơi, đã quá. Trời ơi, mấy con này đứng gần là hết sảy luôn. Rồi, để trả nhiệm vụ coi. Có nhiệm vụ nào? Ủa, mình mới giết được 11 con quái vật cát à, mình phải giết thêm 4 con nữa. Ok. Ồ, mấy con này phải đứng gần. Nó không cho mình cầm nhiều súng ha. Nó bắt mình cầm ít súng. Đấy, xuống đây. Ok, chúng ta sẽ đứng trên đây đợi nó luôn. Ui. Ồ, tính ra mình chưa chết mạng nào. Li. Đây. Ui, quái vật băng. Ok, khỏe rồi. Cây súng tiếp theo của chúng ta là 1250 K98. Ok. Không phải K98. À, con gì vậy, quái vật băng. Rồi, còn ba mấy con nữa, đi. Ok, đi hai bạn ơi. Trời ơi, hai bạn lên súng mới rồi mình. Ủa, nó sao nó cầm được hai cây? Sao tụi nó cầm được hai cây dữ vậy? Ok, từ từ tính. Bây giờ đi giết quái vật, giết mấy zombie trước đã. Ok, đây. Ủa, sao có 9 đồng vậy? Zombie gì đâu mà ghẻ tiền dữ vậy, cho tôi giết nhiều đi, đừng có cãi tôi mà. Ồ, cho tôi. Ok, 3 đồng cũng được. Qua dòng mới rồi. Ok. Anh em tập trung ở đây anh em. Tập trung. Zombie sắp đổ bộ vô rồi, tập trung. Ok. Ôi, mình chưa chết nữa, mình chưa thua nữa, có nghĩa là chúng ta phải giết con boss rất là kinh khủng luôn. Rồi. Mày lên cấp 9. Cấp 9 được cái kiếm gì mới không? Wow, được cái katana. Ok, để mình mang cái katana cái đã. Ok. Kiếm nè. Inventory cái kiếm. Đây, kiếm nhật. Ok. Mày đứng mà đứng cho ăn viên đạn nè. Ôi, zombie chạy lại. Ê, đi mình, nhảy lâu đi mình. Trời ơi, nó nhảy cao. Ôi, đi mình biết bay có cánh. Đi mình quỷ. Trời ơi, 100 đồng luôn. Đã chưa? 25 đồng. Ok. Chưa chết đâu mấy con này. Ôi, nhưng mình nhớ zombie rớt là có chạy lẻ, nhưng mà ở cái phiên bản này thì không có. Chắc là phiên bản này là khác của zombie rush. Ok,
Ok, tăng hả? Tăng, tăng. Zombie, zombie chạy lẹ nè. Lava zombie, quái vật dung nham, zombie dung nham. Ồ, còn không? Còn mấy con chạy lẹ nè. Đừng có đánh em, đừng có đánh em anh. Ok. Bốn con nữa qua màn mới rồi, có súng, có kiếm mới rồi. Rồi, katana. Sạc, 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 sạc. Chém nó anh em. Trời ơi, dùng dao đã ghê. Chưng 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 chưng. Ôi, nó đánh đau quá. Nó cắn mình đau quá. Ok, ngàn mấy là mình sẽ lên cây K98. Coi súng coi. 1250. Mỏi tay quá. Mỏi tay quá. Ơi, bộ mình đang bị bắn, đang bị cắn. Đằng sau đông quá, đằng sau đông quá. Kiếm tiền, kiếm tiền. Ồ, con tăng zombie kìa. Tăng kìa. Tăng, tăng hả mày. Ý. Trời ơi, có gì có con đồng vậy trời. Bùm. 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 Ok, một con 5 đồng. Một con 5 đồng. Một con 5 đồng. Bùm, bùm. Ôi, con này có 4 đồng à. Đừng cái tôi mà. Để tôi giết mình đi. 5 đồng à. Nhưng bia bự cũng có 5 đồng mà sao kỳ dữ vậy. Ô, còn 3 màn nữa là chúng ta tới một con boss rồi. Mình sẽ giết boss rồi, chúng ta sẽ kết thúc thôi. Ok, 3 màn nữa thôi, cố lên, cố lên. Cố lên, giết, giết, giết lẹ. 3 màn nữa là tới con boss rồi. Xong con boss là chiến thắng. Ok. Rồi. Ok, sắp sửa qua màn thứ hai rồi, sắp sửa qua màn thứ hai rồi. Sắp tới boss rồi, sắp tới boss rồi. Zombie phát nổ, trời ơi. Rồi. Còn một con nữa. Màn 28 rồi các bạn ơi. Màn 30 chúng ta sẽ giết boss. Sao đi ít vậy, ra nhiều nhiều. À, mình giữ chọi. Ồ, bây giờ mới được chọi. Ôi xong chết. Trời, chọi được có nửa cây à. Chọi nè, phóng kiếm nè. Trời ơi, thà cầm súng ngon hơn. Ok, quái vật phát nổ nè. Ôi trời ơi, nó nổ tôi. Ok, còn con zombie nữa. Zombie. Tấn công nó anh em ơi. Bừng. Bùm. Ôi, con tăng voice slam kìa. Chích dính kìa, chích dính kìa. À, trời, nó đánh cái muốn khóc luôn á. Ok, ok mọi người. Mình giết được 200 mấy con. Ồ. À, mấy bạn kia giết được 1000 mấy con luôn, ghê chưa? Ok. 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 Chết chưa? Chết chưa? Sắp lên cấp rồi, sắp lên cấp rồi, cố lên. Mày 7 kinh nghiệm. Ok, 80 kinh nghiệm nữa mình lên cấp rồi. Rồi, màn 3 con nữa chúng ta đã tới màn cuối cùng và chúng ta sẽ giết boss rồi, mình sẽ chiến thắng. Ok, qua màn mới, nhưng mà vẫn chưa đủ tiền mua cái K98 nữa. Ờ, trời về sau có mấy cái súng kìa. Trời ơi, súng lửa, súng laser đồ tùm lum á. Nhưng mà về sau là giết mấy con boss rất là kinh khủng rồi. Rồi rồi rồi. Ê, nó có con vịt rồi kìa. Quỷ kia có con vịt rồi kìa. Ok, lên anh em. Mình đi đông à, không có sợ. Lên. Đi đông à, đi giết. Ok. Ok. Ok, ok. Xong. Còn 43 con nữa là tới con chùm. Tới đi lẹ, đi lẹ. Bùm bùm bùm. Nó giết tôi, nó giết tôi, nó giết tôi. Nó giết tôi. Nó giết tôi. Ok. Ok, mọi người làm tốt lắm. Chỉ còn vài con nữa rồi. Ê, uống nó. Mày. Đâu rồi? Ô. À, mình chỉ cầm được một cây súng thôi. Cây súng đằng sau là nó chỉ là trang trí thôi, chứ không phải là mình xài được. Mình cứ tưởng là mấy bạn kia cầm được hai cây súng. Ôi trời ơi. Rồi, 8 con nữa, giết boss. Cố lên, nhất định phải thắng con boss này. Con boss này nó trâu lắm. Nãy giờ mình tìm quái vật két mà không thấy ta. Quái vật két đâu rồi? Ok, chúng ta đã tới boss. Xong. Còn boss đâu, boss đâu? Boss đâu? Đi tìm boss thôi. Khu vực của con boss. Ủa, chưa nữa hả? What? Tận nhiêu đây con mới có boss hả trời, sao kỳ vậy? Ok, nói chung thì giết hết nhiêu đây con là chúng ta sẽ tìm thấy boss rồi. Ok. Ô, con quái thú à. Ôi trời ơi, có quái thú luôn.
Ơi mình sắp đủ tiền. Ây, thằng monster, đây quái vật cát. Quái vật cát hả muội? Ok, 47 con nữa. Quái vật cát kìa, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, bây giờ bắn nó không vô nữa rồi. Giờ sao đây? Lên cấp 12, mình có được cái kiếm gì không? Vẫn cái kiếm đó. Ok, thôi kệ đi. Ơ, bạn kia sắp chết rồi, đừng. Đừng có giết bạn tôi. No, một người đã ra đi. Ơi, quá giật cát, hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Ồ, con quái thú này nó trâu kinh khủng luôn á. Nó trâu kinh khủng trâu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mua cây này trước đã, tính gì tính. Đấy. Ồ, có súng lửa rồi, súng lửa 2000. Tốn tiền quá. Ok, mình sẽ mua cây K98 để giết con chùm. Bùm, 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 bùm. Ui, ui, mình bị cho vô gốc cạc rồi. No, 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 no. Ồ. Trời, ban đầu mình nhìn cái tượng mình cứ tưởng là con boss không mà mình bắn. Trời ơi, một con nữa, tới boss rồi, tới boss rồi. Yes, yeah, tới boss. Rồi. Mình đang cầm cây K98 nè, boss đâu, boss đâu. À, boss kìa, 28.000 máu. Ôi, con ma. Ma bóng tối. Ủa, nó đâu? Ơi, nó tàn hình. Đúng không? Hay là nó chảnh? Ok, ok, mình phải né mấy cái viên này các bạn à. Nó trên đây nè, ui rồi ơi, nó kìa. Ui giời, ui, nó kìa anh em. Tấn công. Bắn nó. Ủa, sao nó chạy lẹ dữ vậy? No. Bắn nó anh em. Đúng rồi, cố lên. Trời ơi, lần này nó bị phá máu kinh khủng luôn. Tốt, tuyệt vời. À, trời ơi, trời ơi, nó sử dụng bị ổi, ba cái chiêu bị ổi. Ui, 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 ui. Khi nào mình thấy nó quạt là mình phải nhảy né liền. Đâu, khi nào nó quạt? Nó chưa có quạt. Ok, ok, nó chuẩn bị quạt rồi đó. Ui, 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 ui. Nó cắn bồ mình. Trời ơi, bồ ơi, đừng. Ê, nó quạt. Ui, nó tay le. Trời ơi, nó có dịch chuyển nữa. Nó đâu rồi? À, nó trên kia. Lên anh em ơi. Ủa, ôi, nó chơi dịch chuyển nữa hả? Ghê vậy. Trời ơi, nó tàn hình hay là dịch chuyển gì? Ui, 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 nó sắp chết rồi. Nửa cây máu rồi, yeah, yeah. Nửa cây nữa, chết rồi. Ui, đừng có dí đốt kia. Đừng có dí đốt kia. 10.000 máu. Ok, anh em mình tấn công nó. Ê, dồn nó vô tường, bắn nó. Ê, ê, né. Bắn nó. Mày hả bưởi. Nó sắp chết rồi. Giết nó, phá máu nó anh em. Trời ơi, bắn boss, đúng rồi, tuyệt vời. Nó chết rồi. Ê, nó tay le đi đâu rồi. Nó tay le đi đâu. Nó dịch chuyển. Nó xuất hiện kìa. Yeah, chúng ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ tới màn kế tiếp. Nhưng mà ok, video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký cho Dogge. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace. Bang.